chúng ta có ai đây? Nam gái mặc anh hàng, cặp bạn thân từ team An Hải. Trước mặt chúng ta đang là những thành viên rất ẩn dật ở văn phòng, đó chính là Hương Quýnh, Gấu To, Lan Huệ, Tiến Luật và Tinh. Của chúng ta đang là một người đàn ông rất là cao. Và đây chính là người có chức cao vọng trọng ở trong S-Channel, sếp S-Channel Việt Nam, Duy Anh. Năm nay anh ấy có một phong cách khá là đặc biệt. Hình như là mỗi năm anh ấy đều thay đổi phong cách. Và năm nay là một sự bứt phá ngoạn mục ạ. Tiếp theo của chúng ta là bộ đôi á cao lăn xả của Nam. Đây là Phong Dương và Bảo Châu. Màu hồng, màu xanh đúng là luôn đi với nhau. Trước mặt của chúng ta có phải là ứng cử viên của Best Dressing cho Nam hay không? Xin giới thiệu Thế Nam hơn đi tới. Rapper, editor, ca sĩ của Văn Vào. Tâm trí chỉ có nụ cười của một người. Khi trong mơ anh mới bên anh. Tiếp theo là anh em editor, anh Duy. Chúng ta là bộ ba nữ cường của phòng editor. Thì không biết là hôm nay hai bạn có hẹn trước với nhau hay không mà có những cái bộ đồ nhìn thấy rất là matching ạ. Như hai con tắc kè xanh. Dạ có, tụi em không phải tắc kè xanh, tụi em là thủy ngạn xanh. Tết này em có thưởng không anh? Dạ, okay. Nói chung là vô tình thôi. Mình có bao outfit được không ạ? Tổng cái outfit chuẩn bị cho hôm nay để có thể giành giải Best Dressing là bao tiền ạ? Em tính sương sương tầm 2 củ. Hai củ là giá trị của cái dây đồng hồ của em. Bây giờ outfit của em nha là áo 600, túi 36 million, đồng hồ thêm full phụ kiện là 20 million, cái quần Zara 800 ngàn, đôi giày Prada 25 million. Không biết là giải thưởng được nhiêu hết trơn á, mà đắp lên bộ đồ hay là lỗ rồi. Tôi nghĩ là lỗ rồi. Giải thưởng tôi tài trợ. Là sao nữa? Tôi là chương trình là mua rồi. Hèn chi. Ok, thì em có thể nói về bộ trang phục này của mình không ạ? Thật ra là cứ 1-2 năm em sẽ refresh lại một cái style mới. Và là mọi người cũng biết là mỗi lần đi tiệc đó là phải có một cái áo riêng cho buổi tiệc đó. Nên áo này sẽ mặc đúng một lần, thấy một lần thôi. GN và T năm nào thì tụi mình cũng tin dùng loa JBL Playbox on the go để hát này, để diễn văn nghệ này. Mua con loa này chỉ được tặng kèm 2 mic luôn. Vừa quẩy banh nắp loa thì công suất lớn, hát karaoke là đúng bài luôn. Tất nhiên là những bộ cánh đẹp thì phải check in đúng không? Với Galaxy S24 Ultra để chụp ảnh và lưu lại những kỷ niệm bên nhau. Bởi vì là có thể quay zoom 5X chất lượng rất là tốt, không bị mờ hay là rung lắc. Các bạn có thấy trên tay MC có gì không? Đó là Galaxy Tab S9 FE. Năm nay thì không chỉ có ăn uống và quẩy, chương trình cũng có khá là nhiều như là lễ vinh danh những cá nhân xuất sắc nè, rồi là trao giải Miss Lay, nên là cần một con máy Galaxy Tab S9 FE để đọc kịch bản này, take note này, màn hình rộng mà lại giá siêu hạt rẻ. Những đồ công nghệ kể trên đây toàn là săn được deal của 7S nhân dịp Tết này đó nha cả nhà. Mua nhiều giảm nhiều, đồ gia dụng, nhà thông minh, thiết bị chăm sóc sức khỏe giảm đến 70%. Cả nhà nhanh tay săn sale ở dưới link comment nha. Quẹo lựa quà tặng người thương, gia đình, bạn bè nhá. Và 7S thì mở bán xuyên Tết luôn á mọi người. Hai ba, yo! Hai ba, yo! Hai ba, bốn, bốn,
tin mọi người là được. Công ty chúng ta là một môi trường rất là LGBTQ+, một môi trường rất là thân thiện với lại nhiều cộng đồng khác nhau. Nên là cái kết quả ngày hôm nay thì hy vọng nó cũng sẽ làm hài lòng được thật là nhiều người. Bây giờ đầu tiên xin phép được chúc mừng nhân viên nam Best Dress GN Bạc Tây 2023 Nguyễn Gia Lâm. Nhân viên nam Best Dress, xin phép mời nhân viên nữ Best Dress. Hai má nắm tay đi. Kết quả là anh Hoàng lựa chọn nha, chứ MC là không có quyền quyết định nha. Và thí sinh nữ Nguyễn Đức Huy. Thật sự là ánh sáng của Hà Quang làm chói lòa quá. Ê, tao thấy là ánh sáng chỉ chiếu vào mũi tao thôi, không chiếu đến mày đâu. Cảm ơn nhà mình đã lôi cái quá khứ của Lộc lên. Lộc hôm nay Lộc tưởng là Lộc làm công chúa rồi, nhưng mà tự nhiên cái lời cái Lộc lên. Nên Lộc tưởng Lộc là công chúa Thái Lan rồi, Lộc mới đi qua tiệm. Em xin cảm ơn quý công ty và tất cả quý anh chị em đã dành cái giải Best Dress này cho em. Và ngày hôm nay thì em hy vọng rằng em có thể mang cái máy hạt này về văn phòng để pha sữa cho anh chị em mình uống, giải khát mỗi ngày. Em xin cảm ơn ạ. Cả nhà ơi, giải thưởng bây giờ hết rồi. Mọi người bây giờ chỉ việc là uống thật say giùm em đêm nay nha. Mọi người ơi, hôm nay mọi người có vui không ạ? Thì năm nay là một năm mà có đổi mới về cái GN Party. Bởi vì là trong năm qua anh cảm thấy là anh thật sự rất là muốn làm một cái gì đó để cho mọi người. Nên là bây giờ không có cách nào khác thì mọi người hãy chơi nát cái bữa tiệc này thôi. Ok. Và team edit và team quay phim là những cái người mà đóng góp sự thành công không
nhỏ ở trên của mọi người, nhưng mà thường ở trên của SNO, nhưng mà thường thì là mọi người sẽ ít được thấy hơn, đúng không? Thì anh nghĩ đây là cái phần lỗi của anh cũng như là của anh Huy nữa, nên là ngày hôm nay anh không biết làm gì hơn. Lời tri ân của team VJ, những người mà đã được mọi người giúp đỡ hàng ngày, và anh Huy để gửi đến mọi người 1 tỷ 15 triệu. Rồi, cảm ơn mọi người. Nếu mọi người còn đói thì gọi thêm đồ ăn, chưa đủ phê thì gọi thêm rượu cho.